Sáng ngày 16 tháng 9, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức lễ ra quân cao điểm 90 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác công an năm 2024. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành lực lượng vũ trang thành phố, tập thể lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an thành phố, các đồng chí đoàn viên thanh niên, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an thành phố đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành thành phố và 16 phường xã, triển khai thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện các hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, giữ vững, ổn định tình hình trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng gia tăng. Hành vi trộm cắp, cố ý gây thương tích vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, tệ nạn ma túy, đánh bạc chưa được kiềm chế, tai nạn giao thông có thời điểm vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn tiếp diễn. Để chủ động thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2024, hướng tới đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với phương châm an ninh chủ động, Công an thành phố triển khai thực hiện cao điểm 90 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phát huy hiệu quả công tác tuần tra của tổ 686 nhằm truy quét mạnh tội phạm đường phố, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, phối hợp các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức phát động quần chúng tích cực tố giác tội phạm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an thành phố đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng công an thành phố cần phát huy hơn nữa tính chủ động trong nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, nhất là hoạt động chống phá trên không gian mạng, để tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, sát thực tiễn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống các loại tội phạm, tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh, an toàn địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân, thực hiện tốt phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả và tinh thần. Tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, hướng đến xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, văn minh, đáng sống, thành phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm 90 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác công an năm 2024. Tại buổi lễ, đồng chí trưởng công an thành phố đã phát lệnh ra quân cao điểm 90 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác công an năm 2024 từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2024. Sau buổi lễ, các lực lượng công an thành phố đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.